Sao ạ? Đây nè. Ngăn cắt rồi đây. Cái phòng mình, cái phòng mình là gấp đôi cái phòng khác nha. Có không? Chị coi kia hai cái cửa không? Là hai phòng. Chị thấy cái giường phòng mình nó quá bự không ạ? Quá bự luôn á. Mấy phòng khác là hai cái cửa là hai phòng. Đừng có phi thân xuống dưới nha con. Đây bên kia là hai phòng không anh ha. Nè, anh ha. Kia như nhà luôn vậy anh ha. Là hai gia đình nói chung vậy đó. Ha, thấy đó. Cái này chưa thông. Bên kia là thông. Dành nguyên mảng xanh anh ha. Chị cái cao đó đồng kỹ ngủ. Trời ơi, sao cái giường nó trồng đất không có cát ngoài, không có cái giường nữa hả? Có chứ. Đi đâu con? Đi nhà Y nè. Đèn lên. Ủa? Trời ơi, ở con đi mất con hết vậy. Bà Yên á. Yên, vô. Để dì hai với Khang về tóc mặt ông. Uh...